mặc dù có những lúc cô đơn, yêu một ai có chắc vui hơn nhưng không, dẫu có bao người trong ơi. Vì em chẳng muốn yêu ai dù đúng hay sai, sợ lấy nhầm chồng rồi khó dài dài, vất vả một mình nuôi con có đâu dễ dàng, người phụ nữ hơn nhau ở tâm trường. Tất cả phải thật vì nhau, cùng sẽ chia muộn sầu. Hạnh phúc chẳng hề khó đâu nếu ta vì nhau. Alo, đúng rồi, tôi có mua cột tóc cho bé gái. Rồi, đợi tôi xíu đi, tôi ra sắp tới cổng rồi nè. Cô cũng thấy vậy. Đúng rồi, chuyện lớn rồi. Trời ơi, gì vậy? Trời ơi, đất ơi, làm cái gì mà la thất thanh, ma quỷ nghe hết hồn luôn á. Mày là ma đó, quỷ cũng là mày luôn á. Làm gì mày đi không có tiếng động như cô hồn vậy? Xin lỗi nha, tao mà là ma hoặc là quỷ á thì bạn tao cũng là cô hồn ha. Ha, im đi. Mày ăn cái gì không tao cúng cho. Tao là người cúng cô hồn đó, cô hồn là mày. Sao, hôm nay cô hồn qua đây kiếm tôi có chuyện gì không? Qua đây nhờ giả gì nè? Điên của bộ gặp nhau là nhờ giả hả? Lâu ngày không gặp, qua xem được coi thằng bạn chí cốt sống hay là chết, thiêu hay là chôn. Coi thử tình hình tao thôi. Ê, mà nghe nói chung cư này Lâm Dung mới chuyển vợ đúng không? Chân hồ đồn á. Tình cũ không rủ cũng tới luôn nha. À, hiểu rồi. Cái này là rủ mà tình cũ không tới nè. Bởi vì tao nói rồi, mày nghe là tao đi dính vô cái chuyện tình yêu chi? Ba cái tình yêu bớ vẩn như tao nè, thấy không? Alone mà vẫn ngon, FA muôn năm. Ăn gì thì ăn, đi đâu thì đi, dính vô tình yêu chi cho mệt. Nắng muốn chết, bừng có hai ly mà. Anh Zack kìa. Ai? Anh Zack mà không biết hả? Đứng kế Tăng Linh kìa. Anh Zack là ca sĩ nổi tiếng. Bà đứng đây nè, tôi lại tôi xin chụp hình. Đi đâu vậy? Bà đó nha, sao chưa bao giờ thấy bà xin chụp hình với tôi hết trơn vậy? Lo mà tranh thủ chụp hình với tôi đi, lỡ mai mốt bà chủ có đuổi á là mỗi đứa một nơi, không có cơ hội chụp hình với tôi đâu. Bà điên quá, không ai dám đuổi hai đứa mình đâu. Nhưng mà bà hiểu cho tôi đi, lâu lâu mới gặp anh ca sĩ nổi tiếng một lần, tôi lại xin chụp hình cái ô về liền nha. FA mùng năm. Ừ, chúc mừng nha. Ừ, gì vậy? Ủa, đâu vậy? Ê, đâu vậy? Trời ơi, giận dai gì nó khổ thật chứ. Nhưng mà đi giao cà phê có lương nào mà một cô gái rạng ngời khí chất. Tại sao thế giới có thể sản sinh được một cô gái đi ngang rác mà không hái lại nhìn kìa? Giờ tôi mới hiểu câu cả thế giới bong trống thu bé lại vừa bằng một cô gái. Em gì ơi? Em gì ơi? Ây, trời. Ôi trời, sao quá thả dáng như vậy? Ui trời, chào em. Ờ, em dì ơi, cha mẹ ơi, chắc kiếm con. Em dì ơi. Anh, hả? Em tên là Mỹ Hạnh chứ không phải tên em dì ơi. Hello Hạnh. Nhưng mà cái em dì ơi trọng tên là gì vậy? Nhỏ này nãy hả? Ừ, Ngọc. Tên đẹp quá. Ngọc ơi, Ngọc, Ngọc ơi. Anh gặp em thì anh kêu em muốn cái gì em mua cái đó cho anh uống liền. À, cảm ơn em, nhưng mà anh cần gặp Ngọc. Không, kêu em được rồi, anh Mỹ Hạnh. Mỹ Hạnh về. You
anh chưa bao giờ gặp một cô gái nào có cái khẩu hình miệng rộng như em vậy. Ủa gì? Không, ý anh nói là cái miệng em rất là đẹp. Chắc muốn... Ủa, mà bố anh nữa. Bố, em không nhận ra anh là ai hả? Nhìn về anh, người chẳng khiến em lệ lối. Bác kìm hả? Em vui tính quá. Tóc tai vàng khe như vậy, chắc anh Bảnh mới về. Rồi phóng thẳng vô đây bán cà phê đúng không? Bộ em không có rành về thị trường âm nhạc của Việt Nam hả? Anh xin tự giới thiệu. Anh là Jack. G-I-C-K. Jack. Nam ca sĩ triệu view. Em nhớ chứ? Ủa? Tôi cũng là ca sĩ hả? Muốn không? Tôi hát cho nghe. Trời xanh xanh bao la, mây trắng 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 xa. Ui cha. Anh không biết em có thần tượng ca sĩ nào không? Nhưng mà anh bắt đầu thần tượng em rồi đó. Uống gì? Không uống tôi cũng tính tiền đó. Vô đây dễ gì không uống. Cho anh một ly nước lọc đi. Nhanh đi. Vô lấy nước phong tên cho mày uống. Anh sắc. Mà anh ngồi. Trời ơi, ở ngoài anh đẹp trai quá anh dám rồi. Em biết là anh yêu đứng cái vẻ đẹp của em mà. Trời ơi. Sorry em. À, em đừng có chùi mồ hôi của em vô áo anh như vậy. Đâu có, cái đó là cái phóng khích của em. Đừng, không, đừng. Cái gì anh muốn uống cái gì em kêu cho anh đó. Nước cam nè, nước ép nè, ép ổi, ép táo. Cái gì cũng được. Ờ, em làm để em ép tim anh. Không, đừng. Ôi. À chị. Trời. Có sao không? Anh không có sao hết đó. Trời ơi, sao làm bể cái bình bông của tôi vậy? Đi ra coi. Ảnh á, chưa phải tôi đâu, ảnh á. Ờ, thôi anh biết mà, anh sai. Anh có lỗi mà. Em xin lỗi anh đi. Ý của anh là cho anh xin lỗi em. Bây giờ không uống nước, vô đây phá quán tôi phải không? Đây. Anh chỉ muốn tìm hiểu em thôi mà. Chứ thực sự là... Đây. Đừng. Từ cái hồn em vô mặt. Trời ơi, mới sáng sớm cô hồn các đảng tới kiếm vậy trời. Cái gì cô hồn các đảng? Nè, ca sĩ triệu view nha. Bây giờ mới giống cô hồn nè. Ừ. Con cái mặt gian xảo của mày kìa. Sáng sớm tới đây kiếm là thấy không vui rồi đó. Nhờ giả cái gì đây nè. Mày đúng là bạn thân chí cốt của tao luôn. Tắm mặt. Ở nhà tao chưa mời mày vô luôn á. Bạn chí cốt ơi, bữa nay tôi tới nhờ bạn làm quân sư cho tôi nha bạn. Sao căng thẳng quá vậy? Mày kêu tao làm quân sư cho mày luôn hả? Ừ, bữa nay giống như là mình lên núi tầm sư học đạo, hiểu không? Chắc là mày chưa tan thuốc rồi đúng không? Tan thuốc gì? Thuốc lú á. Mày nghĩ sao tao làm quân sư cho mày vậy? Hồi trước giờ chỉ có mày đi xuống dạy tao thôi, làm gì có chuyện mà mày đi qua đây mày kêu tao làm quân sư. Đúng là bạn chí cốt của tao, nhìn cái là hiểu liền. Thật sự bây giờ trong đầu đang rất là lú luôn á. Tao chưa có tỉnh được, hiểu không? Đang bị u mê vì tình yêu. Bây giờ qua gặp mày, mày làm quân sư cho tao, mày hiến kế cho tao cái cách mà để cưa đổ nàng, giống như là cái cách mà mấy nàng á bị mày cưa đổ vậy đó. Mày lại làm tao bất ngờ lần thứ hai nữa rồi. Sao vậy? Hôm nay mày vì gái mà mày ra nông nổi này luôn á hả? Khổ lắm bạn ơi. Thấy mày khổ cũng tội nghiệp. Muốn tao làm quân sư đúng không? Ừ. Muốn tao hiến cách đúng không? Cái gì nữa? Ừ, thì tao cũng lòng tốt, tao hiến cách cho mày thôi. Nhưng mà khát nước quá, nói không được đâu. Tại xíu nha quân sư. Ừ. Đây, quân sư ơi, quân sư à. Hiến dâng nước cho quân sư tẩm bổ
giải khát giọng. Giỏi. Đó, ấy một ngụm vô mát họng liền. Rồi kế là sao quân sư? Tự nhiên cái mới sáng thức dậy không khí nóng bức quá, chắc tao phải đi tắm cho nó tỉnh táo mới nghĩ ra kế được á. Trời ơi, nóng bức mà quân sư nói một cái là có liền. Mày làm gì? Cởi áo cởi quần cho quân sư thoải mái thoáng mát cơ thể này nọ. Điên đấy, mày vợ tao hả? Mày nâng khăn sửa túi cho tao vậy? Tao nói tao nóng quá, tao đi tắm á, là đi vô trong kia lấy cái khăn ở đây giùm tao để tao đi tắm nè. Mày thì bây giờ mày để khăn trong phòng mày, tao biết ở đâu đâu, sao vô mày tự lấy đi. Không biết luôn hả? Không biết lấy cái khăn ở đâu, thôi tao cũng biết nghĩ ra cái gì đâu nha. Trời ơi, bạn bè mấy chục năm trời chẳng lẽ bây giờ không biết cái khăn trong phòng để đâu đúng không? Để trong phòng ngủ đúng không? Chờ một xíu rồi có liền. Thông minh ra rồi đấy. Tao đì cho mày chết luôn nè con. Đây khăn đây, khăn đây bạn ơi. Rồi đó, đi tắm đi, mày ra hiên kế. Ý, sao vậy? Tao quên nè. Nhà tao giàu mà, thiếu gì khăn, khăn để đầy trong nhà vệ sinh. Tự nhiên đi vô phòng lấy khăn chi, đem vô cất giùm đi. Không ấy, bây giờ tao vô phòng tắm, tao lấy khăn tắm ra, còn cái khăn này á, tao quấn cổ, tao xiết cổ mày được không? Chết rồi, đâu có nghĩ ra kế gì nữa. Trời ơi, đúng rồi ha, làm sao được, mày quan trọng với tao lắm mà, thiệt á. Vô cất đi, ngoan. Rồi lâu lâu có cơ hội đi mấy nghệ sĩ thì sướng thiệt đấy. Đây. Rồi đó. Sao không đem vô cất đi? Khăn khác nữa mà cùng màu thôi, hiểu không? Mày điên hả? Tao kêu mày đem khăn này vô cất. Khăn tao trong kia nhiều lắm. Thôi bây giờ khỏi cất cái khăn này luôn đi. Ước gì bây giờ mà tao có ly trà sữa trân châu đường đen rồi uống chắc đã hay lắm ha. Hình như tao chiều mày quá rồi mày hư phải không? Không sao. Mày là bạn của tao, miễn mày thích là được. Quan trọng là mày hiến kế cho tao. Việc gì mày yêu cầu là tao chấp nhận hết. Lát tao mua trà sữa cho mày, được anh không? Thử lòng mày thôi, để coi coi mày có thành thật hay không thôi. Mày có yêu thành thật không? Khi mà người ta yêu thành thật là người ta muốn, người ta làm mọi cách để người ta nghĩ ra được cách chinh phục người đẹp, đúng không? Đúng, okay, đúng. Ok, bây giờ tao sẽ nghĩ cách giúp mày. Nói cho tao nghe, người ấy là ai? Người ấy là một cô gái. Không lẽ người ấy là một chàng trai hả? Mày trổ bóng rồi hả? Mày bớt nói mấy câu dư thừa được không? Mày điên, mày cứ nhảy vào họng tao hoài à, trong lẽ tao tím liệm tìm xiêm. Nói đi. Ý tao là người ấy là một cô gái đặc biệt. Ừ. Trời ơi, cô ấy có cái giọng nói thánh thoát như là sơn ca, gương mặt nhan sắc tuyệt trần như là tay thi. Và đặc biệt, cô ấy có một cái khuôn miệng có thể nuốt được cả một chiến hạm luôn. Trời ơi, cô ấy tuyệt vời. Cô ấy đúng là tri kỷ của tao, trăm năm hiếm có khó tìm đó. Mày đang diễn tả con bồ mày đó hả? Ừ. Tao thấy nó giống như một con quái vật ngoài hành tinh chứ không phải là cái con người ở cái vũ trụ này luôn á. Sao vậy? Nó lạ lắm, như một con khủng long vậy đó. Trời ơi, đúng cái gu tao. Gu tao là thích là khám phá thế giới mạo hiểm, mấy cái mà khủng long mà kỹ Jura này nọ là đúng là của tao. À, mày thích những cái nét đẹp hoang dã cổ đại á hả? Ừ. À, ngon ha. Ôi okay. Miệng đặc biệt lắm. À, anh Jack ơi, em muốn nói là em quý mến anh Jack. Ồ, nhìn cái điêu đứng liền. Cái giọng quen quá ta. Đó, nhỏ nào, nào? Bán cà phê. Nhỏ bán cà phê dưới chung cư tao hả? Ấn tượng cả cái chung cư đúng không? Nhắc một cái là mày biết liền. Mày nói là mày đang nói con nhỏ Ngọc đúng không? Chứ ai nữa, Ngọc ngà châu báu đó. Mày bị tâm thần rồi. Sao vậy? Mày diễn tả không phải con Ngọc. Nãy giờ là đứa nào á, chứ không phải con Ngọc. Con Ngọc đâu có như vậy. Không, đúng là Ngọc luôn á. Cái khẩu hình miệng là khớp lắm. Đó. Là mày thích con Ngọc á hả? Ừ. Chết rồi, mày khùng rồi Jack ơi. Sao khùng? Cái đó là cái gu tao. Trong mắt của tao á, nàng giống như là một trong tứ đại mỹ nhân vậy đó. Tuyệt vời. Bị cái á, nàng khó lắm. Khó hả? Ừ. Làm gì khó? Thì á, tao gặp nàng mà nàng lại thờ với tao. Tao giới thiệu tao là ca sĩ triệu view, nàng cũng hó lơ luôn. Đằng này nàng đúng là một cô gái bâng quơ nên thơ, đúng là một người con gái đặc biệt mà tao cần tìm đó. Trời ơi, mày cô gái mà mày giới thiệu mày ca sĩ triệu view đó là mày không thành thật. Mày dùng cái tiếng tâm của mày. Bây giờ mày dùng lòng thật đi. Mày dùng lòng thật, mày nói mày khoái người ta đi. Không biết vậy, tao móc cả bộ lòng của tao nói chuyện với nàng mà nàng mém chút, nàng lấy ly nước nàng hất vô tao, đuổi tao ra khỏi quán. Sợ nhắm, sợ nhắm. Mày mà cũng có lúc sợ gái nữa hả? Gái ai mà không sợ, mày sợ má mày không? Sợ. Thì đó. Được, tao sẽ nghĩ ra cách giúp mày. Bây giờ có một cách rất hay đây. Để cho mày có thể gần gũi với nàng mỗi ngày, mỗi lúc, mọi nơi.
Mày nói thiệt hả? Cách gì? Vô quán nó làm. Vô. Vô. Ê, như nó cứng cứng cái gì đó. Sao cứng? Tao là ca sĩ Triệu View. Nổi tiếng. Nhiều người biết đến. Không lẽ bây giờ vô quán bưng cà phê làm tập vũ? Vậy thôi, ca sĩ Triệu View về làm MV Triệu View tiếp đi. Còn chuyện cô gái dẹp quăng bên dẹp bỏ. Không được, trời ơi, cái tình yêu của tao. Bây giờ tao phải dù như thế nào đi nữa, có lên núi đào xuống chảo dầu tao cũng phải chấp nhận. Bưng cà phê. Vì tình yêu bưng cà phê. Ok đó, bây giờ vậy nè ha. Tao là vì mày, tao sẽ giúp mày. Bây giờ tao sẽ xuống dưới, tao tìm cách, tao gây khó dễ cho nó, tao làm áp lực cho nó, uy hiếp nó, ép nó phải nhận mày vô quán lại. Khó biến rồi, khó biến rồi. Ông bà nói đúng rồi. Tâm sinh tướng. Không ngờ cái nước da mẹ nó thâm đen, mà cái tính cách mày cũng thâm hiểm nữa. Khá lắm. Mày mới thấy tao thâm đây. Tao đi vô ngủ tao không làm nữa. Ê, này 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 này, thôi mà. Còn thâm nữa không? Không. Bây giờ là trong trắng, mịn như sương mơ vậy đó. Ê nhỏ má. Ui nha. Mày biết tin gì chưa? Ui nha, cái gì? Trời ơi là trời, chuyện kinh khủng khiếp dữ lắm. Hồi nãy tôi đi giao cà phê ở nhà anh Long á. Mà sao không giao? Trời ơi, lo nhiều chuyện quá quên luôn rồi nè. Tôi dẹp đi, từ từ giao. Sao vậy, bên đó cãi nhau hả? Cãi nhau là chuyện nhỏ xíu, cái này kinh khủng khiếp. Trời ơi, tôi mới biết được một âm mưu. Nó nhầm vô cái quán của mình. Ôi, có ai định bắt cóc tôi với bà hả? Dạ. Sức lúc nào cũng phải đánh cho bà tỉnh vậy. Nhảm nhí, làm gì có chuyện đó. Cái chuyện này muốn nghe không? Sao nè, là hả, nếu như anh Dắt muốn xin vô làm của mình thì cứ xin bình thường thôi, cần gì phải bày chiêu trò đúng không? Vô làm ở đây một cái, trời ơi, cái quán mình nó đông khách nườm nượp. Ủa, cái ông gì bữa hả? Anh Jack, ca sĩ đó. Ủa, ổng nhiều người thích lắm hả? Trời ơi, trời, cái óc bả đậu của bà thiệt á. Ảnh là một ca sĩ nổi tiếng, nhiều fan nhất hiện giờ. Trời ơi, cái chữ nhiều nó nhiều, nó nhiều, nó nhiều. Mình lán ra, fan nó ùng kéo tới, trời ơi. Ê, vậy nếu mà ảnh vô đây anh làm á, là quán mình sẽ đông phục. Đúng. Trời ơi, vậy là bà chủ sẽ thấy á, tôi giỏi việc, tôi sẽ phù hợp với anh Hải á. Ê, tôi với bà. Bán nước em ơi. Có liền. Ê bé, anh ở đây nè. Anh nhạt nhò tới mức vậy luôn hả em? Em đi coi hôm nay trời có mưa không? Chi vậy? Trời ơi, nào giờ không bao giờ thấy anh xuống quán nghe muốn nước hết. Mà tự nhiên hôm nay ghé quán em. Ủa, cái quán em kỳ thị người đẹp hả? Vậy thôi đi quán khác. Ê, đâu có. Quán em lúc nào cũng hân hạnh được đón tiếp anh. Cho anh đi cà phê đi cưng. Ok, chờ em chút nha. Ừ. Em ơi. Trời ơi. Chết tôi rồi. Trời ơi, chết tôi rồi, em làm cái gì vậy em? Ôi anh. Em xin lỗi anh chú rồi. Trời ơi, làm sao đây? Trời ơi, cái áo mắc tiền lắm. Cái áo mà tôi mua bên Ý, nhập bên Pháp về mà giờ nó dơ rồi, làm sao? Dạ, cho em. Đừng đụng vô người anh nữa, đừng đụng vô người anh. Dạ, em có... Cái gì vậy? Em làm gì em cởi nút áo anh ra vậy, hả? Tính sàm sỡ anh hay gì? Em cởi ra, em lấy em đi giặt để nó thấm vô. Khỏi giặt nữa. Cái áo bây giờ nó dày rồi còn giặt cái gì nữa. Giặt nữa rồi nó có trở lại như cũ được không? Nó hư rồi. Em hư quá. Anh phải báo cô Tâm biết chuyện này. Anh báo cô Tâm biết chuyện này để cô Tâm la rầy em. Với em là ở đây em điệu đà, em không làm ăn gì hết trơn. Thôi mà, anh xin lỗi anh. Em đi giặt cho anh. Đừng có đụng người anh nữa. Xin lỗi anh phải cái gì? Dạ, em chào anh. Chào cái gì, tôi đang quạo đó. Lấy cái khăn ra. Cái gì vậy? Xin lỗi. Trời ơi. Em lại anh.
đừng chay, đừng chay nữa. Nãy dơ có cái áo, giờ dơ tới cái quần rồi, đừng chay nữa. Đừng dùng như người anh nữa, nha, nha. Ủa anh nó làm dơ áo anh hả? Ừ. Dơ áo anh. Có gì đâu mày rối, bây giờ mày làm dơ áo của anh thì mày đi mua cái áo mới cho anh đi. Không được, áo này anh nói anh mua ngoài chợ. Gì? Mua nước ngoài, mua nước ngoài. Thì mày qua nước ngoài mày mua cho ảnh. Có được tiền đâu mua. Ờ ha, nước ngoài hơi khó với nó anh. Nè áo này là áo hiệu của tôi đó nha. Dạ. Nha, đừng có nói giống như là đồ sida ngoài chợ nha mấy chị nha. Trời ơi, em có lỗi với anh quá. Bây giờ làm sao? Dạ, tính dạ, làm sao? Dạ thôi anh muốn gì cũng được hết. Muốn gì cũng được đúng không? Dạ. Thôi được rồi. Bây giờ cái áo này hai em mà có bán cà phê 10 năm cũng có tiền đâu đền nha. Trời ơi. Bây giờ anh tính về nè. Dạ. Anh có thằng em đang thất nghiệp, hai đứa cho nó vô đây làm đi, coi như chuyện này bỏ qua. Ôi, mà không quán không được. Em giọng này ế lắm. Đúng rồi. Làm được không anh? Giờ tuyển thêm người là tụi em bị đẩy ra đó. Tại cái quán này ế cho nên mới kêu thằng em của anh vô đây làm đó. Thằng em của anh nó đẹp trai lắm đó, tính đi. Ok, okay chốt. Vậy luôn hả? Ừ. Biết sao quán này ế rồi hả? Thằng em vô đi cưng. Cô đơn giữa đời trôi. Ê bà, người ta là ca sĩ nổi tiếng mà bắt người ta lau nhà có kỳ quá không? Lau nhà chỉ là bước đầu thôi, còn nhiều bước nữa.